Khoảng 16h30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2019, trạm kinh doanh xăng dầu nổi trên sông Kinh Thầy, biển hiệu HD1355 của gia đình ông Nguyễn Đăng Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã bị lật nghiêng, chìm xuống đáy sông và xảy ra sự cố tràn dầu. Ngay sau khi nhận được thông báo về sự cố, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, gọi tắt là Trung tâm SOS, đã nhanh chóng có mặt vào ngay sáng ngày 23 tháng 2 năm 2019. Cùng các cơ quan chuyên môn đã khảo sát các lồng bè nuôi cá, đường bờ trong phạm vi 2 km, tính từ vị trí trạm dầu bị chìm về cả hai phía thượng lưu và hạ lưu sông Kinh Thầy. Sau khi khảo sát hiện trường và nhận định tình hình, ông Phạm Văn Sơn, giám đốc trung tâm SOS, nhanh chóng đưa ra phương án ứng phó sự cố. Các chiến sĩ của trung tâm SOS đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ, triển khai phao quây thấm dầu chuyên dụng OS-20060, chặn phía đầu và cuối khu lồng bè nuôi cá để dầu tràn không lan rộng trên sông. Dầu tràn có thể làm chết cá, gây thiệt hại lớn về kinh tế để các hộ dân tại đây. Vì vậy, trung tâm SOS đề xuất phương án triển khai hoạt động thu gom dầu đồng loạt trên diện rộng tại khoảng 1.000 lồng bè. Trung tâm SOS đã liên tục điều động bổ sung thêm vật liệu thấm hút dầu chuyên dụng OPA5 và các máy móc thiết bị chuyên dụng khác, chạy đua với thời gian nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới cá nuôi và môi trường trong toàn bộ khu vực. Phao quây thấm dầu chuyên dụng OS-20060 cũng đồng thời được triển khai để cô lập dầu tràn cục bộ giữa lồng bè nuôi của các hộ dân, không cho dầu lan loang gây ô nhiễm chéo. Với mong muốn xử lý sự cố một cách nhanh nhất và triệt để nhất, trung tâm SOS vừa trực tiếp ứng phó sự cố, vừa hướng dẫn và hỗ trợ người dân thu gom dầu tràn bằng tấm thấm dầu OPA5, tổ chức công tác cải tạo mặt nước thoáng để tránh dầu tràn lan rộng. Một bước rất quan trọng và không thể thiếu sau khi đã cô lập được lượng dầu tràn, đó chính là sử dụng các loại bơm hút dầu tràn chuyên dụng như SOSE5, SOSE6, bơm thủy lực hút dầu, ATS-25, bơm cạn dầu, và thiết bị hút dầu trên không SOSV2 hút xa tới 200 mét để thu gom dầu tràn. Mô đun tách dầu lẫn trong nước SOSM5 cũng được điều động đến hiện trường, xử lý tại chỗ khối lượng lớn nước nhiễm dầu lưu chứa trong xà lan. Việc xử lý tại chỗ đã giúp giảm thiểu khoản chi phí lớn cho chủ tàu trong việc vận chuyển nước nhiễm dầu từ hiện trường tới cơ sở xử lý, cũng như chi phí xử lý. Tách ra tất cả một cái lớp dầu dày như thế này em này. Theo con bên này là đã sau tất cả những cái phần lọc nó ra đây, nước đây là không còn dầu. Thế còn cái đen này là nó liên quan đến cái gì sắt ở trong cái hầm tàu. Hoạt động ứng phó khẩn cấp sự cố kéo dài hơn một ngày. 5 ngày tiếp theo là công tác khắc phục hậu quả. Những người lính thầm lặng của trung tâm SOS chỉ có một mong muốn duy nhất. Đó chính là nhanh chóng xử lý triệt để lượng dầu tràn ra môi trường, giảm thiểu thiệt hại đến tài sản của người dân và tác hại xấu tới môi trường một cách nhanh nhất. Qua đây, trung tâm SOS muốn nhắn nhủ đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, lưu trữ và vận chuyển xăng dầu. Hãy chủ động hơn nữa trong việc phòng ngừa và ứng phó để tránh xảy ra các sự cố tương tự.